Every time I look up, I wish to see you walking by. Late at night, when the outside air gets so cold, I wonder who will keep me. So call out to me, call as far as I can see. Anything.秒针滴滴答答，转动的每一刻。丁丁啊，还丁安。总在梦醒时候想起，又去想，在一瞬间。仿佛这场梦Công ty hàng đầu trong lĩnh vực trang sức cao cấp Ngôi Sao Lam Hải vừa mới công bố một tin vui lớn. Tổng giám đốc Trang Tâm Nghiên, người vừa mới từ nước ngoài trở về, đã tuyên bố đính hôn với chồng sắp cưới là anh Nghiêm Tinh Trình. Buổi lễ đính hôn của họ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay tại tập đoàn Ngôi Sao Lam Hải. Tiếp theo xin mời quý vị theo máy quay của chúng tôi cùng đi vào xem trực tiếp hôn lễ long trọng. Ai vậy? Lão Thẩm, là tôi đây. Tôi mang đến cho một ít bánh bao rau mới hấp nè. Tôi ra liền. Làm sao đây? Cô ấy chính là Mỹ Na. Là Mỹ Na đó. Đừng nhìn bên đó. Không sao đâu. Có anh đây. Lỗi cô nha, tôi đang vội. Làm sao đây? Cô ấy là Mỹ Na.
Cô ấy là bạn thân nhất từ nhỏ của em đó. Bình tĩnh chút đi. Em phải biết em đang ở nơi nào. Em cần phải hiểu rõ em nên nói điều gì. Chúng ta không phải chỉ mới trở về, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta gặp loại phiền phức này. Phương Tưởng và Nguyên Soái sẽ xử lý cho em. Hãy tin tưởng anh. Giờ em mau đi thay đồ đi, anh ở bên ngoài chờ em. Đi đi. Làm gì vậy? Thả tôi xuống coi. Nè Nguyên Soái, anh mau thả tôi xuống coi. Bỏ ra. Anh làm gì vậy? Sao tôi lại không được tham dự hôn lễ? Tôi đã nhìn thấy rồi. Hai người đính hôn ở đó. Trang tổng của ngôi sao Lam Hải, cô ấy chính là từ nhỏ tới lớn là bạn. Anh làm gì vậy? Cô nhìn lầm rồi. Người đứng ở trên sân khấu chính là tổng giám đốc và phó tổng mới của ngôi sao Lam Hải. Hai người họ vừa mới đính hôn, không hề có quan hệ gì với cô hết. Ý của anh là sao hả? Không đúng. Không đúng. Anh không muốn tôi tham dự hôn lễ có phải không hả? Phương Tưởng, anh biết chuyện gì có phải không? Anh nói tôi nghe đi mà. Thì Nguyên Soái, không nói tôi biết có chuyện gì đúng không? Được, tôi phải đi gặp cô ấy, đích thân hỏi cho rõ ràng chuyện này. Hey, hey. Tình khốn, tôi không muốn gặp lại anh lần nào nữa. Nguyên Soái, ít nhất thì cô ấy sẽ không nói gì nữa. Quả thật là một buổi lễ đính hôn làm cho người ta ngưỡng mộ. Anh, chắc anh nhìn tôi cũng cảm thấy quen chứ. Tập đoàn Lưu Quang, em gái ruột của tổng giám đốc Thang Kỳ, giám đốc điều hành studio thời trang Celine, Thang Lâm. Thì ra anh Nghiêm đây biết nhiều về tôi đến vậy. Có phải là tôi cũng nên cảm thấy vinh hạnh? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Tôi còn tưởng rằng trải qua chuyện bản quyền lần trước, Lam Hải và Lưu Quang sẽ mở ra một mối quan hệ mới chứ. Cô muốn mối quan hệ như thế nào? Hợp tác, hoặc là càng thân mật hơn. Thật xin lỗi, đối với các mối quan hệ thân mật, tôi không có hứng thú. Nếu anh không hứng thú với mối quan hệ thân mật, vậy buổi lễ đính hôn này có ý nghĩa đặc biệt khác sao? Có liên quan tới cô không? Rồi cũng có một ngày,
những gì của anh đều có liên quan tới tôi. Chúng ta có thể đi được rồi. Anh sao vậy? Không sao, đi thôi. Không hứng thú với mối quan hệ thân mật, vậy buổi lễ đính hôn này có ý nghĩa đặc biệt khác sao? Trình à, làm sao đây? Chắc chắn người bạn của em đã nhận ra em rồi. Làm sao bây giờ? Anh biết rồi. Chị nói biết rồi thôi sao? Vậy chứ sao? Vậy em nghĩ dù sao chúng ta cũng nên nghĩ cách. Hãy điều tra xem tại sao hôm nay cô ấy lại ở đó. Hoặc là anh sắp xếp cho em và cô ấy gặp nhau. Gặp nhau hả? Sau đó thì sao? Sau đó thì em sẽ đem hết mọi chuyện giải thích với cô ấy hả? Em hãy nghĩ kỹ đi. Bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cũng sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường cho Lam Hải và nhà họ Trang. Anh đã nhiều lần nhắc nhở em rồi, đừng tính toán làm chuyện đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Cứ nhớ kỹ vị trí của mình ở hiện tại, vậy là đã đủ rồi. Nhưng mà anh đã nói Phương Tưởng và Nguyên Soái đi xử lý chuyện đó rồi. Chuyện bây giờ mà em cần phải làm. Chính là làm tốt vai trò Trang đại tiểu thư. Những thứ khác cứ giao cho anh. Cô ấy. Muốn đi thì đi thôi. Đi. Ê, không được, không được, không được, không được. Anh định nói gì với Mỹ Na để cô ấy tin rằng đó không phải là bạn thân của cô ấy? Rồi cô ấy có tới công ty hỏi linh tinh không? Chẳng phải cô ấy sẽ bị đuổi sao? Nghĩ cách làm cô ấy tin là được rồi. Sao lại quan tâm nhiều vậy? Anh là có ý gì chứ? Tốt xấu gì cổ đã cùng anh hoàn thành nhiệm vụ. Sao mà anh vô tình dữ vậy? Trước giờ tôi không quan tâm tới ai hết. Lại nữa rồi. Lại nữa. Trừ sếp ra thôi chứ gì. Bỏ đi. Nói tới tên đầu gỗ nhanh cũng vậy. Vậy đi, anh Nguyên đẹp trai, cho tôi thêm chút thời gian đi. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Mình nên nói như thế nào mới có thể khiến Mỹ Na tin rằng Trang Tổng không phải là bạn thân cổ? Mình nên nói như thế nào để cổ không phải đi hỏi khắp nơi, cũng không bị nghỉ việc?
Nguyên soái. Cho hai người vào danh sách đen luôn. Không muốn gặp lại hai người nữa. Phiền phức. Cậu đúng là đồ xấu xa mà. Gã một cuộc điện thoại cậu cũng không chịu gọi, một tin nhắn cũng không trả lời. Không lẽ cậu đã... Người mình đã nhìn thấy có phải là cậu không Mạn Mạn? Không thể nào. Trên đời không thể có hai người giống nhau đến như vậy được. Nhất định mình nhận nhầm rồi. Làm ơn, phiền anh rót thêm rượu. Sao cô lại ở đây? Sao vậy? Không quan nghênh à? Một buổi tối tuyệt vời như vậy, nhưng anh lại ngồi đây uống rượu một mình. Không thấy lãng phí sao? Tuyệt vời. Đừng hiểu lầm. Trước đây tôi đã từ chối anh rồi. Bây giờ chúng ta cũng không có hy vọng gì đâu. Chỉ là tôi cảm thấy thật thú vị làm sao. Đây là một buổi tối nhiều chuyện thăng trầm, vậy mà quá lãng phí. Thang tiểu thư, cô muốn nói gì? Hãy cứ nói thẳng ra đi. Anh đã hỏi vậy thì tôi cũng thẳng thắn. Tôi muốn có được Nghiêm Tinh Trình. Cô có biết cô đang nói gì hay không vậy? Nghiêm Tinh Trình vừa mới... Phó Tổng Nghiêm và Tổng Giám Đốc của chúng tôi, hôm nay họ vừa mới cử hành xong để đính hôn đó. Vậy thì sao chứ? Là do Thang Lâm tôi gia thế không đủ, học thức không đủ hay là vẻ ngoài không đủ mà không xứng với anh ấy? Chuyện tình cảm không thể dùng điều kiện để so sánh được đâu. Thì ra anh Lâm cũng có nghiên cứu về hai chữ tình cảm này sao? Vậy nói tôi nghe, đàn ông với phụ nữ không bàn điều kiện thì bàn điều gì? Không lẽ chỉ đơn giản nói yêu nhau là xong? Nhận thức về cuộc sống của tôi và Thang tiểu thư có sự khác biệt rất lớn. Xin lỗi, không thể tiếp tục nói chuyện với cô. Tôi hỏi anh, Nghiêm Tinh Trình đối với thiên kim đại tiểu thư thật như tôi đây cũng không hề có chút động lòng. Vậy sao các người lại tin rằng anh ấy đối với thiên kim đại tiểu thư giả mạo kia sẽ tình sâu nghĩa nặng chứ? Cô đang nói gì vậy? Lúc đầu chủ tịch Trang đã cử anh ra nước ngoài đón Trang Tâm Nghiên trở về, và anh chỉ ở lại đó trong 2 tuần rồi trở về tay không. Bây giờ thì Trang đại tiểu thư cao quý của nhà họ Trang lại đột nhiên xuất hiện cùng với Nghiêm Tinh Trình. Các người thật sự tin rằng Trang Tâm Nghiên đó là Trang Tâm Nghiên thật sao? Nghiêm Tinh Trình chính là Nghiêm Tinh Trình thật sao? Điều tra vị tổng giám đốc vừa mới đính hôn của tập đoàn Lam Hải và tất cả những người bên cạnh cô ta. Trang tổng, anh Nghiêm, sáng sớm Thang tiểu thư đã tới công ty rồi. Nó có hợp tác thương nghiệp vô cùng quan trọng, muốn gặp mặt bàn bạc với Trang tổng. Tôi đã thử ngăn cản cô ấy rồi, nhưng mà... Tôi biết rồi, cô cứ đi làm việc đi. Thang tiểu thư hợp tác sao? Lưu Quang các cô và Lam Hải chúng tôi.
là studio ceiling của tôi. Tôi muốn mua được sản phẩm thiết kế mới cả một năm của phòng thiết kế số 2 của ngôi sao Lam Hải. Trang tổng, ra một cái giá đi. Cô có biết để mua được sản phẩm thiết kế cả năm của một phòng thiết kế cần phải tốn bao nhiêu tiền không? Đương nhiên là tôi biết rồi. Giá tiền thì các người cứ nói ra, tôi sẽ trả gấp 10. 10 lần? Cô chỉ đang nói đùa có phải không? Chỉ cần phó tổng nghiêm của các cô mở miệng, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Có chuyện gì không? Giám đốc Lâm à, đây chính là tài liệu hôm qua anh nói tôi mang đến bộ phận chế tác, đã tìm các thợ xác nhận xong rồi. Tốt lắm. Khoan đã. Hả? Cô đã đưa hồ sơ cho tổng giám đốc chưa vậy? Thật xin lỗi, tôi đã quên mất rồi. Không sao đâu, bây giờ để tôi gọi cho thư ký Kiều. Không, là lỗi của tôi, cứ để tôi đưa đi. Hoa hồng song sinh. Cô cũng biết bức tranh này sao vậy? Khi tôi đi học đại học ở trường nghệ thuật nước ngoài, đây chính là tác phẩm của một giáo sư vô cùng nổi tiếng. Tôi nhớ lúc đó cô bạn thân của tôi còn mô phỏng lại tác phẩm này, dùng nó để làm tác phẩm tốt nghiệp của cô ấy. Thật sao? Bạn thân của cô? Vì vậy anh cũng muốn tham khảo hoa hồng song sinh này sao? Em biết bức tranh này hả? Khi em du học ở nước ngoài, có biết bức tranh này. Đây là tác phẩm của một giáo sư nổi tiếng khi còn trẻ. Trang tổng, ký tên đi. Thang tiểu thư, cô hối ký thỏa thuận hợp đồng hợp tác như vậy là vi phạm nguyên tắc giao dịch thương nghiệp. Đối với những loại hợp đồng có giá trị quá lớn, chúng tôi cần thời gian suy nghĩ thật cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Người làm ăn kinh doanh thật sự sẽ không thể nào mà bỏ qua hợp đồng với giá trị cao gấp nhiều lần như vậy đâu. Trang tổng, không lẽ là cô không muốn gia tăng lợi nhuận cho công ty? Vậy tôi muốn hỏi Trang tổng làm sao có thể giải thích được với cổ đông trong lúc báo cáo tài chính đây? Không liên quan đến báo cáo tài chính. Vậy liên quan tới điều gì? Liên quan đến sự chân thật. Nói rất hay. Bất luận là làm việc kinh doanh hay là làm người, tôi rất thích qua lại và hợp tác cùng với những người chân thật như Trang tổng. Tôi và giám đốc Lâm Mộ Phàm của phòng thiết kế số 2 là bạn bè quen biết với nhau đã lâu. Tôi rất thích thiết kế của anh ta. Hơn nữa, tôi cũng vô cùng muốn có mối quan hệ hợp tác thân mật gắn bó với Trang tổng. Cho nên cho dù là Trang tổng có ký hay là không ký, tôi cũng hy vọng rằng Trang tổng gọi anh ấy lên đây. Chúng ta ba bên gặp mặt để bàn bạc. Ba bên? Thẩm Mạn Ninh, Mạn Mạn, có phải là cậu không? Mạn Mạn, không phải cậu nghiên cứu ở nước ngoài hay sao hả? Sao cậu lại có mặt ở đây? Nè Mạn Mạn, sao mọi chuyện lại như vậy hả? Hả? Ngày hôm đó người tên Lễ Đường chính là cậu có phải không hả? Cô nhận nhầm người rồi. Hai chúng ta từ nhỏ nó lớn lên cùng với nhau mà,
Cậu có dáng vẻ như thế nào, cách cậu ăn nói, thậm chí tất cả giọng nói của cậu tôi cũng đều biết, sao có thể nhận nhầm được chứ. Mạn Mạn, hãy nhìn tôi đi, tôi là Nana nè. Mạn Mạn, Mạn Mạn à, cô quy tắc chút đi. Đây là cấp trên cao nhất của cô, là tổng giám đốc duy nhất của ngôi sao Lam Hải đó. Gì chứ? Anh nói cô ấy là ai chứ? Cô ấy họ Trang. Tên là Trang Tâm Nghiên. Không phải. Tôi là Trang Tâm Nghiên. Cô nhận nhầm người rồi. Mạn Mạn, là tôi, giám đốc Lâm à. Nếu đây là nhân viên ở phòng anh nên quản lý cô ấy cho thật tốt. Xin lỗi Trang tổng, là sơ suất của anh. Anh lập tức đưa cô ấy đi ngay. Không phải đâu, là tôi đây Mạn Mạn. Tôi là Nana đây, Mạn Mạn, là tôi mà. Tôi là Nana đây, Mạn Mạn à. Ngôi sao Lam Hải các cô quả nhiên luôn có những câu chuyện lạ lùng. Có điều tôi không có hứng thú với những câu chuyện đó. Thằng tiểu tư. Giám đốc Lâm, đối với việc hợp tác được tôi đưa ra giá gấp 10 lần như vậy, hẳn là anh không ý kiến phải không? Trang tổng mau ký tên đi. Sao vậy? Đến việc ký tên cho loại hợp tác này cũng cần phải đóng cửa thương lượng với Phó Tổng Nghiêm 10 ngày nửa tháng sao? Tổng giám đốc của ngôi sao Lam Hải có phải là hơi thiếu quyết đoán không? Ký thôi. Nếu như ý định hợp tác của chúng ta đã thành rồi, vậy thì tôi muốn Trang tổng hãy dẫn tôi đi xem kho dự trữ của Lam Hải. Vì tôi nghe nói cửa kho dự trữ trang sức của tập đoàn Lam Hải chỉ có một mình tổng giám đốc mới có thể mở ra được thôi. Sếp ơi, có phiền phức rồi. Kho dự trữ trang sức đã được mã hóa, mặc dù tôi có cách để mở ra, nhưng mà phải đột nhập vào từ lỗ hổng. Nếu như làm cách này, sẽ khiến hệ thống điều khiển quá tải. Vậy thì không chỉ mất nhiều thời gian, mà còn gặp rất nhiều phiền phức.
Trang tổng, trong vòng 90 giây cô chỉ có 3 cơ hội để nhập đúng mật khẩu và xác thực danh tính của mình mới có thể mở được cửa mã khóa. 90 giây. Đúng vậy. Nếu như quá thời gian, cánh cửa mã khóa sẽ tự động khóa lại. Nếu không báo với cảnh sát thì cửa sẽ mãi mãi không mở được. Làm sao vậy Trang tổng? Cô tính không mở cửa ra hay sao? Không cho tôi nhìn ngắm kho dự trữ hoành tráng nhất của Lam Hải à? Mời nhập mật khẩu mã khóa cao cấp. Chỉ cho phép nhập sai 3 lần.